Vừa nãy thì chúng ta đã nói tới cái thao tác là chọn nhiều đối tượng. Thế thì chọn nhiều đối tượng thì trong một cái thời điểm mà chúng ta đang chọn nhiều đối tượng thì các đối tượng nó được đối xử như thế nào? Đây, tôi có mấy đối tượng ở trên màn hình. Đó. Và khi mà tôi chọn chúng cùng một lúc thì thao tác của tôi là gì? Thao tác của tôi là giữ shift này, click dần dần vào từng đối tượng này, hoặc là vẽ một cái vùng chọn như này bao lấy hết các đối tượng này, hoặc là nhấn Alt vẽ ra một cái vùng chọn chạm vào các đối tượng thì các đối tượng này được chọn chung một lần. Tuy nhiên đây là một cái mối quan hệ mà nó không bền vững. Lúc mà tôi đang chọn như thế này thì nó được coi như nó được ứng xử như là một đối tượng mặc dù trong này có nhiều đối tượng con. Ví dụ như là tôi dịch chuyển tất cả các đối tượng đã được chọn. Ví dụ tôi transform là tôi transform tất cả các đối tượng đang chọn. Ví dụ tôi tô màu là tôi tô màu tất cả đối tượng đang chọn giống như một đối tượng thôi. Nhưng cái mối quan hệ này là một mối quan hệ không bền vững, bởi vì nếu như cái Bounding Box, cái tay nắm điều khiển này vẫn còn bao xung quanh các đối tượng được chọn thì nó đang được coi là một thể. Nhưng chỉ cần tôi bấm ra ngoài, tôi hủy cái chọn này đi thì lúc đó mỗi đối tượng lại trở về bản thể của nó lại là một đối tượng đơn lẻ, không còn liên quan gì đến các đối tượng khác nữa. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế thì bản chất thiết kế là gì? Bản chất thiết kế là chúng ta sẽ sắp xếp các đối tượng vào với nhau để tạo thành một cái tổ hợp phức tạp hơn, đúng không? Và nhiều tổ hợp phức tạp hơn như thế chúng ta sắp xếp với nhau sẽ trở thành một tổ hợp phức tạp hơn nữa, và nhiều tổ hợp phức tạp như thế kết hợp lại nó sẽ trở thành một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Và do đó thì khi tôi đã sắp xếp các đối tượng này trở thành một cái nhóm với nhau và nó tạo ra được một ý tưởng ở đó, nó diễn giải một cái vấn đề gì đó rồi, thì tôi muốn đây là một cái quan hệ mà nó vững chãi hơn, đúng không? Thì lúc này chúng ta lại phải sử dụng lệnh là lệnh group để gom nó lại thành một chỉnh thể với nhau. Để mà thực hiện lệnh group thì các bạn dùng lệnh thì các bạn sẽ làm như sau: vào menu object, trong menu object này các bạn chọn cho tôi lệnh group, hoặc là các bạn chọn gì đấy, Ctrl G, thì nó sẽ trở thành một cái nhóm mà bền vững. Có nghĩa là tôi bấm ra ngoài rồi, nhưng khi tôi bấm lại mà tôi bấm vào bất kỳ một thành phần nào màu vàng hay màu đỏ hay màu xanh này thì cuối cùng là tôi vẫn chọn cả group. Rồi cái mối quan hệ này nó sẽ trói chặt vào với nhau thành một nhóm cho tới khi nào mà chúng ta không cần nữa, chúng ta tháo rời nó ra thì lúc đấy nó mới lại trở thành một đối tượng rời. Và cái thao tác này thì nó có giới hạn về mặt số lượng hay không? Lệnh group không giới hạn là bao nhiêu đối tượng được group với nhau. Bạn group thì bạn cần từ 2 đối tượng trở lên. Thế còn tối đa thì bao nhiêu? Tối đa thì n. Các bạn muốn bao nhiêu các bạn cứ chọn được và các bạn group, nó sẽ thành một group. Thế group rồi thì có group được với các cái khác nữa không? Cũng được. Các bạn có thể group một group với lại một đối tượng mới hoặc là một group khác. Và cái số lần group cũng không có giới hạn. Đấy. Đây bây giờ chúng ta xem thử một cái thao tác như thế này. Đây vừa làm cái này và chúng ta vừa nhắc lại một số các cái kiến thức cũ đi. Ví dụ nhắc lại về công cụ ellipse này, đúng không? Chọn công cụ ellipse này, muốn vẽ một hình tròn từ hình ellipse bằng công cụ ellipse thì chúng ta nhấn giữ Ctrl thì chúng ta sẽ có một hình ellipse đặc biệt là hình tròn. Khi mà tôi muốn transform thì tôi sẽ chuyển công cụ, tốt nhất là chuyển công cụ nhé. Tất nhiên là bây giờ đang công cụ này mà các bạn bấm vào cái điểm điều khiển thì vẫn có thể làm được, nhưng nếu bấm trượt thì sao? Nếu bấm trượt thì nó sẽ vẽ ra cho các bạn một đối tượng mới. Do đó thì khi transform tốt nhất là các bạn chuyển sang cho tôi về công cụ Quick là công cụ đầu tiên. Thế chuyển công cụ thì chúng ta làm thế nào? Chuyển công cụ thì chúng ta sẽ nhấn phím cách trên bàn phím thì nó sẽ chuyển về bất kể là công cụ gì, nó sẽ chuyển cho các bạn về công cụ Quick. Tuy nhiên hãy tập thành thói quen cho tôi là Ctrl cách. Vì sao lại Ctrl cách? Ctrl cách vì là sẽ có lúc chúng ta sử dụng công cụ gì đây ạ? Chúng ta sử dụng công cụ nhập text, mà phím cách thì nó là để đẩy khoảng cách giữa các ký tự. Do đó nếu mà chúng ta đang dùng text mà chúng ta lại nhấn phím cách thì nó không quay về đâu. Phải kèm thêm phím Ctrl, cho nên chúng ta mặc nhiên luôn, cứ Ctrl cách là nó sẽ làm sao đấy, nó chuyển về công cụ Quick.
Còn nếu mà nhấn thêm lần nữa thì sao? Thì đang sử dụng công cụ gì nó lại quay trở về công cụ đó. Đấy, đây là cái điểm đặc biệt mà các bạn cần lưu ý giúp tôi ở trong cái công cụ làm việc ở Corel. Thế bây giờ chúng ta lại nói thêm về cái transform đó. Nếu như trong quá trình mà chúng ta transform mà chúng ta giữ phím shift thì sao? Thì co cạnh này bao nhiêu thì cạnh đối diện cũng co bấy nhiêu theo chiều ngược lại, đúng không? Một đối tượng mà đang được chọn mà chúng ta chọn một lần nữa thì sao? Thì nó sẽ chuyển sang có tâm quay và có thể quay, đúng không? Tâm quay là một đối tượng mà chúng ta là một thứ mà chúng ta có thể dịch chuyển được ở trong đối tượng cũng như là ở ngoài đối tượng. Tôi lấy ví dụ, tôi kéo nó ra đến đây. Và khi tôi chuyển nó sang vị trí mới thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo gì đây? Tâm quay mới. Muốn tô màu một đối tượng thì tôi sẽ bấm vào, tôi chọn đối tượng và tôi bấm vào một màu tôi muốn ở bên palette màu phía bên tay phải. Nếu mà muốn một màu khác biệt đi một tí thì tôi có quyền là giữ độ khoảng 1 giây ở trên ô màu đó, tôi sẽ mở được ô màu con và tôi có thể tô một màu khác hơi lái đi một tí. Tâm quay có rồi mà bây giờ tôi muốn quay thì tôi sẽ đưa vào gì đây ạ? Tôi đưa vào cái ở góc này và muốn quay một cách ngưỡng bức thì tôi sẽ nhấn Control thì lúc này nó sẽ quay gì đây? Một góc là 15 độ. Nếu như đối tượng của tôi dịch chuyển tới vị trí mới mà tôi lại không nhả phím chuột ra, tôi bấm phím phải thì cái này tương ứng với việc là dịch chuyển một đối tượng và gì đây? Nhân bản nó bằng phím phải. Đến đây các bạn làm quen thêm một khái niệm nữa, Ctrl R. Lệnh này là lệnh repeat, nhắc lại cái thao tác vừa thực hiện trước đó. Thao tác tôi vừa thực hiện là gì? Quay một đối tượng với góc cưỡng bức là 15 độ, sau đó thì nhân bản nó. Đây, Ctrl R, chúng ta có cái gì? Lặp lại cái thao tác đó và bây giờ tôi có một bông hoa. Đấy chưa? Bây giờ nếu tôi chọn tất cả cái đống này và tôi group lại thì tôi sẽ có một bông hoa thực sự, các cánh dính liền với nhau. Và các bạn có quyền group bằng cách là bấm vào biểu tượng group ở trên này thay vì là vào object group hoặc là nhấn phím Ctrl G. Đến đây tôi kéo và tôi nhân bản một bông hoa nữa, tôi tô cho một màu khác đó. Bây giờ tôi lại chọn cả hai bông hoa này, tôi group lại với nhau. Bây giờ tôi lại kéo, tôi nhân bản thêm lần nữa. Tôi lại muốn là mỗi bông hoa này nó lại chuyển sang một màu khác cơ. Thì bây giờ làm thế nào? Nếu mà tôi bấm vào đây mà tôi chuyển sang màu khác thì cả hai bông đều bị đổi màu. Đó. Thế thì về mặt nguyên tắc bao giờ nó cũng có hai chiều, group lại thì phải ăn group ra, tháo ra. Thế nhưng ăn group ra thì lúc đấy nó lại có nhiều chuyện phát sinh. Đấy. Ví dụ là tháo ra thì dễ nhưng gom lại thì khó. Các đối tượng chồng chéo lên nhau. Trong trường hợp chúng ta tháo ra, đến lúc mà tháo ra xong chúng ta muốn gom lại, đôi khi chúng ta gom thiếu cánh hoa hoặc là gom thừa cánh hoa hoặc là chọn thêm những cái đối tượng không mong muốn. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có thể làm như thế này. Can thiệp vào một đối tượng đang được group mà không phải tháo nó ra. Đây, trước tiên nếu tháo nhá thì chúng ta sẽ làm cái thao tác ngược lại này. Các bạn để ý cho tôi là một đối tượng đã được group rồi thì các bạn sẽ nhìn ở phía trên này. Nó sẽ có hai cái biểu tượng. Một biểu tượng là ungroup là tháo rời ra. Còn một biểu tượng là ungroup all. Bây giờ tôi sẽ nói lần lượt về hai cái lệnh đó. Đây, group này. Đấy. Có ungroup object hay là phím lệnh là Ctrl U và ungroup all object, cái này chỉ có lệnh thôi mà không có phím tắt. Thì ungroup là gì? Cái trước đã group với một thằng nào đó rồi thì bây giờ tôi nhấn lệnh ungroup nó sẽ tháo rời hai thằng đó ra. Nhưng ở đây các bạn để ý là tôi có hai bông hoa mà mỗi một bông hoa thì nó gồm có nhiều cánh, đúng không? Thế bây giờ nếu như mà tôi ungroup thì nó sẽ tháo rời giữa các cái gì đây nhỉ? Hai bông hoa ra với nhau. Đấy. Nếu tôi ungroup thêm một lần nữa thì tôi sẽ tháo rời được từng cánh hoa ra. Đây, để ý này. Đây là một group gồm có hai bông hoa. Nếu mà tôi ungroup ở đây thì tôi sẽ tháo rời được bông hoa vàng và bông hoa tím này. Bây giờ tôi chọn một trong các này mà tôi ungroup nữa thì lúc này mỗi một cánh hoa sẽ làm sao đây ạ? Rời rạc ra.
Còn nếu như mà tôi bấm vào đây, vẫn cái cụm này với cái cụm này là giống nhau nhá. Nếu như mà tôi ấn ungroup all thì ngay lập tức tất cả mọi cái group với nhau ở trong cái nhóm mà chúng ta đang chọn lựa đó, bất kể là group với nhau bao nhiêu lần, nó cũng mặc sắc, nó tháo rời ra thành các đối tượng nhỏ nhất thôi. Còn nếu mà group thì nó tháo từng lần một. Bây giờ chúng ta lại xem một cái khái niệm như thế này nữa. Bây giờ ví dụ tôi tháo ra này và tôi tô thành nhiều màu khác nhau nhá, đỏ này. Bây giờ tôi group này, thằng này thành xanh này, và tôi lại group thêm một lần nữa này. Bây giờ thằng này lại thành ra là xanh này này, lại group thêm một lần nữa này. Như vậy là có rất nhiều lần group với nhau. Nếu như mà tôi bấm vào đây, tôi ăn group này thì tháo được một bông này ra khỏi cái đống này đó. Ăn group một lần nữa này thì lại tháo gì đây, thằng xanh này ra này, đến thằng này vẫn là một group, lại ăn group thêm lần nữa thì lại tháo được thằng đỏ này ra, thằng này là ăn group một lần nữa thì tháo được rời ra, và đến mỗi một cái này là ăn group một lần nữa thì tháo được các cánh. Như vậy là chúng ta có rất nhiều lần group vào với nhau đấy, không giới hạn lần. Thế nhưng nếu như chúng ta giải quyết bằng cái lệnh ungroup all thì chỉ một lần duy nhất thôi. Đây, một lần duy nhất, bấm một cái vào đây là tất tần tật thành cánh hoa rời ngay, chứ nó không tháo từng bậc nữa. Thế bây giờ quay trở lại với lại cái thao tác mà tôi vừa yêu cầu vừa rồi, đó là tôi muốn là thay đổi màu, và tôi muốn là can thiệp vào đây. Tôi lấy ví dụ như cánh hoa này tôi không muốn là xanh này nữa mà tôi muốn một cái màu khác đi, thì làm thế nào để mà tô? Tất nhiên là tháo rỡ ra thì tháo rỡ được, nhưng mà tháo rỡ xong thì tôi lại phải gom lại và tôi không thích cái điều đó. Thế thì tôi sẽ làm bằng cách là giữ phím Ctrl này, các bạn lại để ý lại Ctrl nhé, trong Corel dùng Ctrl cực nhiều. Đây, click, tôi làm gì đây? Tôi xâm nhập vào một trong các bông hoa mà tôi cần. Nhưng mà bây giờ có phải là tôi tháo rỡ nó ra không? Không hề. Đây, vẫn là cả đám đó. Nhưng muốn xâm nhập riêng vào một cái mà không tháo rỡ ra thì giữ Ctrl click vào đây, thì nó sẽ cho phép tôi xâm nhập vào một tầng, vào một đối tượng ở trong group mà không tháo nó ra. Thế bây giờ chọn bông hoa xanh lá cây được không? Ctrl click vào bông hoa xanh lá cây. Thì đã chọn được chưa? Chưa được. Bây giờ nó vẫn chọn cho tôi gì đây? Một nhóm bao gồm này, tại vì chúng ta có nhiều lần group, mỗi một lần giữ Ctrl mà click vào một đối tượng thì chúng ta mới chỉ chọn được vào một nhóm thôi. Còn bây giờ tôi giữ Ctrl tôi click thêm một lần nữa thì lúc này tôi sẽ làm sao đây ạ? Tôi sẽ chọn riêng được bông hoa xanh mà không phải ăn group ra. Bằng cách này tôi có thể can thiệp vào một cái đối tượng nào đó mà không nhất thiết là phải tháo rỡ cái lệnh ăn group ra. Tháo thì dễ, gom lại thì khó, cho nên là chúng ta sẽ bằng cái cách đó chúng ta xử lý nó. Đây, bây giờ ví dụ nhá, tôi thích là vào cái này, bông hoa xanh này, đây Ctrl, cái này là thằng được group sau cùng cho nên tôi chỉ cần một click là tôi chọn được nó. Bây giờ mà tôi lại muốn chọn một cánh hoa để tôi tô màu khác, đây thì tôi bấm này, giữ shift, ví dụ như là tôi muốn tô cách cánh này, đấy Ctrl shift. Ví dụ như này, bây giờ tôi tô đấy thì các bạn sẽ thấy là tôi chọn được theo kiểu gọi là cách như thế này đấy. Có cần phải tháo ra không? Không, đúng không? Như vậy là chúng ta biết thêm được một cái thao tác là group, ungroup, và đôi khi một group mà tôi muốn can thiệp vào mà tôi không muốn tháo rỡ nó ra thì tôi có thể sử dụng phím Ctrl để tôi truy cập vào cái mức độ của cái group đó, chọn lấy cái mà tôi cần. Đấy, với cách này thì chúng ta không cần nhất thiết là phải tháo ăn group ra mà chúng ta vẫn hiệu chỉnh được một phần nào đó ở trong cái đối tượng mà đã được tổ hợp bằng một cái group.
Tất nhiên là như thế này thì nó cũng khá là tiện, nhưng mà đánh giá một cách công bằng thì cái thao tác mà xử lý ở trong group này thì Corel không bằng được Illustrator. Illustrator nó làm tốt hơn Corel ở trong chuyện này. Tuy rằng là như thế này chúng ta làm cũng tương đối là tốt rồi đấy. Nếu mà sau này các bạn đụng tới Illustrator thì các bạn sẽ thấy rằng cái xử lý mà không tháo dỡ ra Illustrator nó khá là này một bậc. Đấy, thế là bằng một cái ví dụ con như thế này thì chúng ta nhắc lại được mấy mấy thứ nhỉ? Giữ shift khi vẽ hình để vẽ được hình cân này, đúng không? Hoặc là tròn, hoặc là vuông, hoặc là các cái đa giác cân này. Đấy, giữ shift khi mà transform thì nó sẽ co duỗi đều hai cạnh theo chiều ngược nhau này. Một đối tượng được chọn mà bấm thêm một lần nữa thì sẽ xuất hiện tâm quay này. Tâm quay là một thứ có thể dịch chuyển này, có thể nằm trong hoặc nằm ngoài đối tượng này. Khi mà chúng ta quay đối tượng mà chúng ta giữ phím Control thì nó sẽ cưỡng bức góc quay là 15 độ này. Quay thực ra về bản chất nó cũng là dịch đối tượng đi ra khỏi vị trí gốc, và như vậy là chúng ta vừa quay chúng ta vừa chuột phải thì chúng ta có thể là nhân bản được đối tượng này. Control R là phím lệnh để nhắc lại được cái thao tác trước đó chúng ta đã làm này. Thì bằng cách như thế là chúng ta có thể lặp lại thao tác một cách rất nhanh mà không cần phải thao tác thủ công nữa. Đấy, và chúng ta làm quen thêm mấy khái niệm group đấy. Và group thì chúng ta cũng lại có thao tác là gì đây? Group được nhiều lần, nhiều đối tượng, nhiều tầng. Và ungroup thì có hai cấp độ. Ungroup từ từ từng bậc và ungroup all là tháo toàn bộ ra trong một lần. Và một thao tác các bạn cần phải nhớ là muốn hiệu chỉnh một đối tượng ở trong group mà không muốn tháo nó ra thì các bạn nhấn giữ phím Control kích vào cái phần đối tượng các bạn muốn chọn cho tới khi nào các bạn chọn được thì thôi. Và thao tác đó cho phép chúng ta chọn được cái đối tượng mà không nhất thiết là phải tháo dỡ nó ra, bởi vì tháo thì dễ mà gom lại thì khó. Thì đấy là cái phần bổ sung của tôi cho các bạn, và có lẽ đây là cái kiến thức cuối cùng trong buổi ngày hôm nay.